Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, Bắc Giang luôn chiếm vị trí địa chiến lược trọng yếu, là phên rậu và là một trong tứ trấn của kinh thành Thăng Long. Vị trí địa lý khiến cho vùng đất này ngay từ thời bình minh của lịch sử phải oằn mình chống chọi với bao thiên tai giặc giã, đã sớm hun đúc nên truyền thống đoàn kết, ý chí kiên cường cũng như khát vọng vươn lên vượt qua mọi khó khăn thử thách. Khát vọng chiến thắng thiên tai địch họa, khát vọng độc lập tự do. Giờ đây, khát vọng ấy đã trở thành nền tảng sức mạnh để Bắc Giang khẳng định chính mình, tạc nên những mốc son mới trong tiến trình đổi mới và phát triển. Trong 5 năm qua, bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Kinh tế trong nước những năm cuối nhiệm kỳ gặp khó khăn do thiên tai dịch bệnh. Bắc Giang cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi bối cảnh đó. Hơn nữa là tỉnh có xuất phát điểm thấp nên Bắc Giang cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Song cùng với nội lực của tỉnh, Bắc Giang cũng có những thuận lợi là được sự quan tâm định hướng gợi mở, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ ngành trung ương để tỉnh có những quyết sách đúng đắn, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường phát triển. Tinh thần đoàn kết, thống nhất giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chính là nền tảng, là sức mạnh để Bắc Giang đang tỏa sáng cùng hành trình đổi mới của đất nước. Và cũng chính những nhân tố này đã tạo nên sự năng động, sáng tạo để phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thực hiện đạt kết quả toàn diện 15 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra, đưa Bắc Giang trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện với nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng dẫn đầu khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và cả nước. Phải có được một cái tập thể cấp ủy lãnh đạo thống nhất, đoàn kết cao, quán triệt một cách nghiêm túc các nguyên tắc chung của Đảng, chỉ đạo một cách quyết liệt, tập trung dựa trên các nguyên tắc đó, theo đuổi mục tiêu, kiên trì hành động vì cái lợi ích chung của toàn Đảng, của nhà nước và của nhân dân. Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Nhiều kỳ qua, Bắc Giang đã rất chú trọng tới công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong tổng số 41 nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch, kết luận của giai đoạn 2015-2020, ngay từ đầu nhiệm kỳ, tỉnh ủy đã ban hành những chủ trương về xây dựng Đảng, như nghị quyết về tăng cường công tác tư tưởng ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020, nghị quyết về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020, đề án về tăng cường công tác điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội giai đoạn 2016-2020. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được trên 1,1 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ tỉnh lên gần 8,7 vạn đảng viên. Chất lượng hoạt động của các chi đảng bộ và chất lượng đảng viên được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa đạt được những kết quả tích cực. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện kịp thời, nghiêm minh. Công tác dân vận với phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực được đẩy mạnh đã có tác dụng lan tỏa mạnh mẽ trong cuộc sống. Công tác tư tưởng của Đảng được coi trọng đã góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Sau 4 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nổi bật nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu được phát huy, bám sát cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân, lắng nghe dân. Từ đó đã ra nghị quyết bám sát sự vận động thực tiễn. Đây là cách làm đổi mới của tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ qua trong việc ban hành các nghị quyết chỉ thị. Chính bởi vậy, nghị quyết đã phù hợp với từng nhiệm vụ, từng thời điểm nên đã đi vào cuộc sống để Bắc Giang gặt hái những thành quả kinh tế xã hội rất đỗi tự hào. Thành quả đó được minh chứng bằng những con số ấn tượng. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GDP bình quân trên địa bàn đạt 14% một năm, thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, vượt xa mục tiêu đại hội. Quy mô GDP năm 2020 ước đạt trên 123.000 tỷ đồng, đứng thứ 16 trên 63 tỉnh thành cả nước. GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 3.000 đô la Mỹ một người một năm, bằng bình quân chung cả nước, đạt mục tiêu đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, công nghiệp xây dựng chiếm 57,7%, dịch vụ chiếm 24,7%, nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 17,6%. Muốn được kinh tế của tỉnh tiến nhanh, mạnh, vững chắc thì không chỉ đầu tư phát triển nông nghiệp. Xác định được điều đó, Bắc Giang đã đề ra những chủ trương, chính sách ưu tiên cho phát triển công nghiệp. Thời điểm năm 2015, với bối cảnh và mục tiêu đặt ra về phát triển công nghiệp, Bắc Giang gặp rất nhiều thách thức. Trước những thách thức đó, tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết số 73 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết số 136 về đẩy mạnh cải cách hành chính. Các nghị quyết đã bắt đúng, trúng bệnh mà lĩnh vực này đang gặp phải để kịp thời điều trị, hỗ trợ phát triển và trải thảm đỏ thu hút đầu tư. Riêng lĩnh vực cải cách hành chính, tỉnh đã có những quyết tâm quyết liệt trong chỉ đạo cải thiện toàn diện môi trường đầu tư bằng sự chủ động đổi mới, hành động của mỗi cán bộ và cơ quan hành chính hướng đến nền hành chính phục vụ. Đây là bước đột phá về sự đổi mới tư duy và thể hiện tầm nhìn xa trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành vào cuộc, trong đó đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức, thì với mấy cái yêu cầu thứ nhất là đặt ra đối với tỉnh Bắc Giang, đó là phải đổi mới và cái cải cách phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ công chức theo hướng là chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ và làm tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, và lấy mục tiêu làm phục vụ hài lòng người dân và doanh nghiệp làm cái mục tiêu để chúng ta phấn đấu. Cái thứ hai nữa là phải cải thiện cái thủ tục hành chính, rà soát đánh giá và rút gọn các cái thủ tục hành chính theo hướng đơn giản nhất và tạo điều kiện thuận lợi nhất. Và cái thứ ba nữa đó là phải ý thức tinh thần trách nhiệm, thái độ công vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Từ quyết tâm đến hành động, nên 99% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn. Chỉ số CPAT, chỉ số hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước xếp thứ tư toàn quốc. Từ đó, Bắc Giang được đánh giá là một trong những địa phương có sức hấp dẫn về thu hút đầu tư. Kết quả thu hút đầu tư trong nhiệm kỳ cao nhất từ trước đến nay. Tổng số dự án thu hút đầu tư còn hiệu lực đã tăng 1.756 dự án, gấp 2,1 lần so với năm 2015, với tổng số vốn đăng ký trên 91.000 tỷ đồng và hơn 6,1 tỷ đô la Mỹ. Chúng tôi đánh giá rất cao môi trường đầu tư của tỉnh Bắc Giang, cảm thấy môi trường rất tốt. Chính quyền tỉnh Bắc Giang đã giúp đỡ nhiệt tình để tập đoàn chúng tôi triển khai các dự án theo kế hoạch. Thời gian qua, chúng tôi đã tập trung cao để thực hiện dự án tại khu công nghiệp Quang Châu. Giai đoạn 1 của dự án đang lắp đặt máy móc để tháng 10 có sản phẩm. Chúng tôi đồng thời triển khai giai đoạn 2, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12. Trải thảm đỏ, mời gọi các nhà đầu tư. Một làn sóng đầu tư vào Bắc Giang giúp ngành công nghiệp ghi nhận những bứt phá mạnh mẽ, trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Cho dù những năm cuối nhiệm kỳ gặp không ít khó khăn bởi đại dịch COVID-19, bình quân mỗi năm, tỉnh có 1.000 doanh nghiệp thành lập mới. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có trên 10.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập. Tốc độ tăng trưởng GDP ngành công nghiệp tăng bình quân 23,7% một năm, vượt xa mục tiêu đại hội. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng bình quân 28,8% một năm,
quy mô giá trị sản xuất ngành công nghiệp năm 2020 ước đạt trên 271.000 tỷ đồng, trong đó khu vực FDI chiếm 85%. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp đã góp phần quan trọng cho thu ngân sách đạt kết quả ấn tượng. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm 18,9%. Năm 2020 ước đạt trên 10.000 tỷ đồng, gấp 2 lần mục tiêu đại hội. Nhờ đó, tỉnh càng có điều kiện tập trung ưu tiên cho đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Nếu công nghiệp là động lực cho phát triển kinh tế, thì nông nghiệp giữ vai trò trụ đỡ nền kinh tế của tỉnh. Cho dù trong nhiệm kỳ, lĩnh vực này tiếp tục gặp nhiều trở ngại lớn như dịch tả lợn châu Phi, đại dịch COVID-19. Xác định rõ mục tiêu và những khó khăn, tỉnh ủy, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành những nghị quyết chuyên đề để thực hiện các mục tiêu, như nghị quyết số 130 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020, nghị quyết số 401 về chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Các nghị quyết này đã giải quyết khó khăn, tạo động lực để nông nghiệp tiếp tục đà phát triển toàn diện. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 hectare đất sản xuất đạt 110 triệu đồng, đạt mục tiêu đại hội. Nhưng đó chưa phải là thành quả lớn nhất. Cái mang tính bền vững hơn, triển vọng hơn, đó là nông nghiệp Bắc Giang đã và đang chuyển mình theo hướng chuyên canh ứng dụng công nghệ cao, hướng đến nhiều thị trường khác nhau. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 766 mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Từ đó cho ra 56 sản phẩm nông sản chủ lực đặc trưng và 40 sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Vùng vải thiều lớn nhất huyện Lục Ngạn là một minh chứng khi lần lượt khai thông những thị trường khó tính nhất bằng việc ứng dụng công nghệ cao. 5 năm qua, vải thiều có nhiều thắng lợi, đặc biệt là năm 2020 với tổng sản lượng đạt gần 165.000 tấn. Tổng giá trị thu được từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ đạt khoảng 6,9 nghìn tỷ đồng, tăng 600 tỷ đồng so với vụ vải năm 2019. Đó cũng là thành quả của áp dụng công nghệ cao trong sản xuất và đổi mới xúc tiến tiêu thụ. Đặc biệt, lần đầu tiên, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều quy mô lớn với 63 điểm cầu trên cả nước và 4 điểm cầu ở hai tỉnh Vân Nam, Quảng Châu của Trung Quốc. Chúng tôi tập trung vào các sản phẩm chủ lực có cái gia tăng lớn như là nhóm cây ăn quả, nhóm chăn nuôi khác. Cái giải pháp thứ hai là rất quan tâm đến việc nâng cao cái chất lượng của nông sản bằng cái việc sản xuất theo các cái quy trình an toàn như VietGAP, GlobalGAP, an toàn sinh học để tạo ra cái chất lượng nông sản tốt, từ đó giá bán cũng như là hiệu quả kinh tế cao hơn. Trong nhiệm kỳ, ngành nông nghiệp gặp rất nhiều trở ngại, đặc biệt là chăn nuôi. Dịch tả lợn châu Phi đã khiến cho lĩnh vực chăn nuôi của Bắc Giang chịu tổn thất nặng nề. Không chỉ làm chết gần 277.000 con lợn, trọng lượng 14.700 tấn, thiệt hại khoảng 400 tỷ đồng, mà hệ lụy từ dịch bệnh vẫn đang khiến giá thịt lợn leo thang. Trong khi đó, tốc độ tái đàn đạt tỷ lệ thấp bởi thiếu con giống. Do đó, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp với cơ chế hỗ trợ phù hợp cùng với sự chủ động của các trang trại để thực hiện quyết tâm tái đàn, đảm bảo mục tiêu đạt 1 triệu con lợn trong năm 2020, đứng thứ 3 toàn quốc. Đến nay, Bắc Giang là một trong những tỉnh có tốc độ tái đàn nhanh nhất cả nước. Cùng với đó, chăn nuôi gia súc khác, thủy sản và gia cầm cũng phát triển. Trong đó, riêng đàn gà đạt 15,7 triệu con, đứng thứ 4 toàn quốc. Toàn cảnh bức tranh nông thôn Bắc Giang đang đổi thay từng ngày. Từ miền núi cho đến miền xuôi, tất cả đều chuyển mình mạnh mẽ. Sự thay đổi tổng thể ở nông thôn đến từ chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhiệm kỳ qua đánh dấu một bước nhảy vọt trong xây dựng nông thôn mới ở Bắc Giang, đứng đầu vùng Trung Du và miền núi phía Bắc với 3 huyện về đích nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 124 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 67,4% tổng số xã trong tỉnh, vượt xa mục tiêu đại hội. Thành quả này có được nhờ rất nhiều những chính sách của ý Đảng, hợp lòng dân, trong đó có nghị quyết 07 và 06 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ xây dựng đường giao thông. Cách làm này là bài học hết sức quý báu từ thực tiễn trong việc huy động sức mạnh của nhân dân để cùng thực hiện mục tiêu chung. Bởi vậy, chỉ trong hơn 2 năm, toàn tỉnh đã bê tông hóa theo tiêu chuẩn
và quy chuẩn hơn 4.200 km, làm thay đổi hẳn bộ mặt nông thôn, miền núi. Người dân chúng tôi hài lòng, phấn khởi vô cùng, rất là sung sướng, đường xá khang trang sạch đẹp. Hiện nay là đường giao thông đi lại rất là thuận lợi, đường 5m, 7m còn có, ngã 3, ngã 7 chỗ tránh xe con cháu chúng tôi đi về là rất là sung sướng. Khắp nơi nơi bừng lên khí thế mới, tất cả đều chuyển mình mạnh mẽ. Sự đổi thay này hệ quả tất yếu của những nghị quyết ý đảng hợp lòng dân. Những nghị quyết xuất phát từ sự đau đáu, tìm hướng đi của lãnh đạo chính quyền các cấp, từ thực tiễn đã được tổng kết và từ nguyện vọng mong mỏi chính đáng của nhân dân. Trong quá trình phát triển ấy, không phải là không có những khó khăn và những hệ lụy, nhưng đã được kịp thời nhìn nhận và có chủ trương định hướng giải quyết phù hợp. Là tỉnh có tốc độ phát triển nhanh, ô nhiễm môi trường là một trong những hệ lụy ấy. Với quan điểm nhất quán, không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, Bắc Giang đã rất quyết liệt trong xử lý vấn đề môi trường. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kết luận số 43 về một số chủ trương lãnh đạo chỉ đạo giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn. Thiếu lớp học, thiếu giáo viên ở bậc học mầm non, vấn đề giao thông nông thôn. Tiếp đó là chỉ thị số 17 về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Và mới đây nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết 06 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng các lò đốt rác và hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Nếu công nông nghiệp là những gam màu tươi sáng, thì giáo dục đào tạo Bắc Giang càng tô điểm cho bức tranh đầy sức sống mãnh liệt đó với những mốc son rất đỗi tự hào. Hệ thống cơ sở vật chất, lớp học và các trang thiết bị phục vụ dạy và học được quan tâm đầu tư. Năm 2020, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 92,4%, tăng 8,4% so với năm 2015. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 93,2%, đạt mục tiêu đại hội. Chất lượng giáo dục toàn diện và kết quả thi học sinh giỏi quốc gia luôn duy trì trong nhóm 12 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Từ đó, làm xuất hiện nhiều nhân tài ra sức xây dựng quê hương trên mọi miền Tổ quốc, làm rạng danh truyền thống hiếu học, khoa bảng của Bắc Giang. Trong đó, em Trịnh Duy Hiếu đã tham gia Olympic vật lý khu vực châu Á, giành huy chương vàng năm 2018, huy chương bạc năm 2019 và hai lần dự thi Olympic quốc tế giành hai huy chương bạc. Đại dịch COVID-19 là một khó khăn lớn của tỉnh Bắc Giang. Khó khăn này không chỉ thử thách sự đáp ứng của hệ thống y tế cộng đồng, mà cao hơn, nó thử thách khát vọng vươn lên từ trong gian khó của Bắc Giang. Khi Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản có dịch, Bắc Giang là tỉnh tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bởi có nhiều lao động đang làm việc ở nước bạn và nhiều lao động chuyên gia nước bạn làm việc tại Bắc Giang. Trong khi đó, các tỉnh thành xung quanh đã xuất hiện dịch. Trước bối cảnh đó, Bắc Giang đã cho thấy sự năng động quyết liệt của chính quyền và niềm tin của nhân dân và chính quyền để cùng bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hàng loạt quyết sách được thực hiện nhanh chóng và đồng bộ với mục tiêu sức khỏe nhân dân là trên hết. Lãnh đạo tỉnh sát sao cơ sở để chỉ đạo, hệ thống y tế vào cuộc đồng bộ, mạnh mẽ. Người dân sẵn sàng hy sinh những lợi ích cá nhân, nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội và cùng nhau hỗ trợ vượt qua khó khăn. Tất cả đã cho thấy sức mạnh đoàn kết, sức vươn của Bắc Giang sẵn sàng đối mặt với thách thức để vượt qua. Nhờ đó, tỉnh không chỉ phòng chống dịch hiệu quả, mà còn cho thấy đầy tính nhân văn, tinh thần gắn kết cộng đồng mỗi khi gian khó. Cùng với phòng chống dịch, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến. 100% xã phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị 08 năm 2016 về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Nhờ vậy, đến nay, 99% người dân trong tỉnh có thẻ bảo hiểm y tế, tăng 25% so với năm 2015, vượt mục tiêu đại hội. Cùng với lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế, các cấp ủy đảng rất coi trọng phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, với phương châm văn hóa là nền tảng, là động lực cho sự phát triển. Tỉnh đã có nghị quyết về bảo tồn và phát triển văn hóa. Do đó,
văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông tiếp tục phát triển phong phú, đa dạng. Hạ tầng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, rèn luyện sức khỏe của người dân được quan tâm đầu tư. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được chú trọng. Riêng du lịch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề số 44 để tập trung phát triển lĩnh vực này. Do đó, những lợi thế tiềm năng về du lịch đã được đầu tư có trọng tâm trọng điểm để phát triển. Tỉnh đã tổ chức tuần văn hóa du lịch Bắc Giang năm 2020 với chủ đề Bắc Giang, miền đất thiêng Tây Yên Tử. Đây là sự kiện văn hóa du lịch nhằm giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, nổi bật về tiềm năng du lịch của tỉnh Bắc Giang, đặc biệt là không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử. Qua đó kết nối văn hóa du lịch vùng Yên Tử gồm Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, đồng thời khẳng định vị thế du lịch Bắc Giang là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện, mến khách tới du khách trong và ngoài nước. Công tác xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động được thực hiện hiệu quả. An sinh xã hội được nâng cao, đời sống nhân dân có sự thay đổi rõ rệt và thực chất, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đến nay chỉ còn 3,5%, giảm 10,43% so với năm 2015. Bình quân giảm trên 2% một năm, vượt mục tiêu đại hội. Riêng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, thì ngoài các chính sách của Trung ương, tỉnh Bắc Giang đã ban hành các chính sách riêng để hỗ trợ đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, 5 năm qua, tỷ lệ hộ nghèo các xã đặc biệt khó khăn giảm bình quân 7% một năm. Tỷ lệ hộ nghèo ở 36 thôn bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh giảm bình quân 4,5%, vượt mục tiêu đại hội. Đô thị phát triển nhanh, diện mạo đô thị thay đổi rõ nét, ngày càng khang trang hiện đại hơn. Trong nhiệm kỳ, tỉnh đã triển khai thực hiện 36 dự án khu đô thị, khu dân cư với tổng mức đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 230.000 tỷ đồng. Tháng 2 năm 2015, thành phố Bắc Giang được công nhận đô thị loại 2 và hiện nay đang triển khai các bước để xây dựng thành phố Bắc Giang là đô thị thông minh, hướng đến mục tiêu chính quyền thông minh, hạ tầng thông minh, công nghệ thông minh, kinh tế thông minh, cư dân thông minh và cuộc sống thông minh. Cùng với phát triển đô thị, tỉnh đã tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đi trước một bước để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển trên các lĩnh vực như đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, đường vành đai 4 Hà Nội, đường tỉnh 293 và các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử và một số cầu bắc qua sông Thương và cầu vượt đường sắt. Ngoài ra, một số cầu bắc qua sông Cầu để kết nối với tỉnh Bắc Ninh cũng đã được dự kiến xây dựng. Đây sẽ là những tuyến giao thông huyết mạch kết nối tỉnh Bắc Giang với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực để đưa Bắc Giang phát triển đột phá hơn nữa trong tương lai gần. Công tác quốc phòng an ninh tiếp tục được tăng cường, củng cố ngày càng vững chắc, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bắc Giang năm 2019 đạt thành tích xuất sắc. Trong nhiệm kỳ, đã thường xuyên chỉ đạo nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, hoạt động gây rối, phá hoại của các thế lực thù địch. Tập trung cao đấu tranh ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm, không để hình thành các băng nhóm tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Sự chuyển mình mạnh mẽ đó trên tất cả các lĩnh vực đã ghi những dấu ấn đậm nét trên con đường đổi mới và phát triển của tỉnh, của đất nước. Trong lần về thăm và làm việc tại Bắc Giang mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương bức tranh kinh tế xã hội của Bắc Giang với 10 điểm sáng. Thủ tướng cũng chia sẻ tin tưởng với tầm nhìn, mục tiêu mà tỉnh đặt ra, trong đó phát huy mọi tiềm năng lợi thế của địa phương, đưa Bắc Giang phát triển nhanh, bền vững, toàn diện. Tôi cho rằng chiến lược và lợi thế so sánh của địa phương đã được các đồng chí nhận thức và hành động, có khát vọng. Các ông chí đều nói cái ý này mà tôi thấy không chỉ nhận thức rõ hơn cái này. Đó là tận dụng lợi thế vị trí, văn hóa, con người ở đây trong phát triển bền vững. Bây giờ người ta nói phát triển bền vững nhiều lắm không? Chỉ không thể nói phát triển nặng một khía cạnh nào. Cho nên cái thứ nhất là các ông chí Khởi xác định và lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp, xuyên suốt, rõ ràng hơn. Chuyển từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, tư duy phát triển phân ban theo tính dài hạn, có định hướng, tiêu chí rõ ràng để phát triển bền vững. Trong đó, đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, trong năm 2021 này, có thể thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng
thu hút nguồn lực phát triển để nâng tốc độ phát triển của tỉnh lên. Những định hướng, những gợi mở của người đứng đầu chính phủ là những chỉ đạo hết sức quý báu để Bắc Giang đề ra những quyết sách đúng đắn phù hợp với thực tiễn của địa phương để thực hiện thành công những mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trong hành trình phát triển, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn thách thức Bắc Giang gặp phải. Đó là kinh tế tăng trưởng cao, song chất lượng tăng trưởng cải thiện chậm, năng suất lao động còn thấp, sản xuất công nghiệp phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI, chất lượng các dự án thu hút đầu tư chưa cao, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã còn hạn chế, sản xuất nông nghiệp đa phần quy mô còn nhỏ. Chất lượng một số hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa xã hội cải thiện còn chậm. Do đó, sứ mệnh đặt trên vai hết sức nặng nề đối với Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới để thực hiện mục tiêu chung giai đoạn tiếp theo. Bắc Giang sẽ phát triển toàn diện các ngành kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Trong đó, công nghiệp là động lực chủ yếu, nông nghiệp làm nền tảng, bảo đảm, dịch vụ làm điều kiện thúc đẩy phát triển. 2020-2025, đây là một cái giai đoạn rất quan trọng cho cái sự phát triển của tỉnh Bắc Giang. Với thành tựu đạt được trong 5 năm vừa rồi, thì 5 năm tới, Đảng bộ tỉnh quyết tâm phấn đấu ở mức cao hơn. Nghĩa là đưa tỉnh Bắc Giang phải nằm trong 10 năm tỉnh phát triển cao của cả nước, đứng đầu khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Có mức thu nhập bình quân đầu người từ 5.500 đến 6.000 đô la. Không khí chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đang rộn rã khắp nơi nơi. Tất cả đều chung một khí thế hăng hái thi đua lao động sản xuất. Hàng loạt công trình trọng điểm chào mừng đại hội đã hoàn thành, là tín hiệu đáng mừng khởi đầu cho sự tốt đẹp. Khí thế đó cùng với phương châm đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo đã tạo niềm tin sâu sắc của nhân dân vào Đảng bộ tỉnh để vươn tới những thành tựu mới.